Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Hot mỗi ngày. Hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Tang lễ diễn viên Mai Phương sẽ hạn chế người đến viếng. Thông tin diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi khiến cho người hâm mộ tiếc nuối. Bảo Như chia sẻ với Thanh Niên rằng Mai Phương sẽ được khâm liệm theo nghi thức của Đạo Tin Lành và tổ chức lễ viếng vào chiều ngày 29 tháng 3. Đến sáng ngày 31 tháng 3, linh cữu của diễn viên sẽ được hỏa táng ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Đồng thời, Bảo Như chia sẻ thêm theo tâm nguyện, gia đình mong chỉ có bạn bè, người thân đến viếng, hạn chế đi đông người để bảo vệ sức khỏe. Trên trang cá nhân, Bảo Như cũng chia sẻ về Mai Phương. Cô cho biết dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của bạn, nhưng cô vẫn muốn có phép màu. Nói về những ngày cuối đời của nữ diễn viên, Bảo Như kể lại, những ngày cuối đời tận mắt chứng kiến những đau đớn mà nó phải trải qua, tôi đã ước gì cho nó đi mau, cho nó thoát nợ. Với tôi, kiếp này nó sống để trả nợ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quả khổ Phương ơi! Từ lúc nó bắt đầu phát bệnh, tôi cực kỳ hạn chế chia sẻ hình ảnh thông tin về nó. Nó rủ đi Thái, đi hôm tan mấy lần, tôi đều không đi. Tôi cố ý không đi để nó cũng không đi, vì tôi muốn nó nghỉ ngơi, đi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ dặn hạn chế đi nhiều nơi. Kháng thể yếu lắm, đi về là nặng hơn, lại mệt thêm. Nhưng nó vẫn đi và đi rất nhiều. Thậm chí có người hỏi tôi, Phương nó có bệnh ung thư thật không? Tôi từng giận vì sự ương bướng lì lợm, không nghe lời bác sĩ tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Tôi đã cảnh báo rất nhiều lần về việc kháng thuốc sẽ xảy ra, nó vẫn thờ ơ lắm. Cho đến ngày nặng hơn, cơ thể nó đau đớn, gầy tới mức không nhận ra, nó vẫn hy vọng nó sống. Nó đã cầu xin Chúa cho nó cơ hội sống dù chỉ 20%. Bảo Như kể thêm. Bạn thân của Mai Phương cho biết trong một tháng trở lại đây, cô căng thẳng đếm từng ngày, lo sợ và tức giận. Tuy nhiên, sự ra đi của giọng ca tiếng Dương Cầm trong đêm với Bảo Như, nó là một sự giải thoát. Những ai đã từng đồng hành với Phương trong những ngày tháng cuối cùng này sẽ hiểu và cùng có tâm trạng như tôi. Viết những dòng này không phải để câu view, để được lượt chia sẻ nhiều. Viết bởi tôi quá xót xa. Tôi nghĩ không có một bệnh nhân nào đến phút cuối đời lại đáng thương như nó. Viết để nhắc nhở bản thân mình, chữ mẹ thiêng liêng đến thế nào. Cùng thời điểm này, Ốc Thanh Vân cũng có những dòng chia sẻ đầy tâm sự trước sự ra đi của người em thân thiết trong nghề. Cô cho hay, một cảm giác trống rỗng. Hồi nãy bước ra xe đi về mà thấy đôi chân liêu siêu. Đoạn đường về sao thấy xa quá. Vậy là điều mình nghĩ đã đến rồi, như một sự sắp đặt, bởi đã cố hết sức, phải chấp nhận thôi. Muốn giá như hay ước gì cũng không thể được nữa. Về đến nhà, mình chào bố trên bàn thờ và quỳ thật lâu trước bàn thờ Chúa. Xin cho con sức mạnh, niềm tin và nghị lực trong tất cả mọi sự. Xin cho con thông suốt. Đồng thời, nữ MC trấn an mọi người đừng lo lắng vì cô vẫn ổn và bình tĩnh. Ốc Thanh Vân tâm sự, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này để lo lắng cho những ngày sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.